Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai sẽ là hai ngày mưa lớn nhất trong những ngày qua ở miền Bắc Trung Bộ. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa có thể lên đến 150mm. Các khu vực khác trên cả nước ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng diện rộng. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay, nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo trong ngày mai ở miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi mưa to đến rất to. Từ đêm mai mưa giảm dần, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rông, các khu vực còn lại của miền Trung ngày nắng cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rông cục bộ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 35 độ. Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, Chiều tối và đêm có mưa rào và sông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng cục bộ, Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng.